Năm 2012 là năm đầy khó khăn đối với tất cả các doanh nghiệp và cả đối với đời sống của mọi người. Tuy nhiên, với quyết tâm phục vụ cho yêu cầu về thuốc bảo vệ thực vật ngày càng khắt khe của nông dân, bên cạnh các hoạt động trên thị trường như hội thảo, ngày hội, tòa đàm, tư vấn kỹ thuật, công ty còn đầu tư mở rộng nhà máy hiện hữu với trang thiết bị máy móc hiện đại, nâng công suất nhà máy lên gấp 6 lần. Với toàn bộ máy móc, trang thiết bị hiện đại, quy trình kiểm nghiệm rất chặt chẽ, đảm bảo tuyệt đối sản phẩm, chất lượng ổn định. Bên cạnh việc nâng công suất nhà máy, công ty vẫn xem chất lượng là tiêu chí quan trọng hàng đầu. Vì vậy, tất cả các công đoạn trong quá trình sản xuất đều được kiểm tra qua những quy trình chặt chẽ. Tất cả các nguyên liệu, phụ liệu, bao bì ở đầu vào cho đến thành phẩm ở đầu ra đều phải đạt các chỉ tiêu chất lượng từ bằng đến cao hơn tiêu chuẩn của nhà nước ban hành. Công ty có đầy đủ mọi máy móc thiết bị để kiểm tra các chỉ tiêu hóa lý hàng ngày, hàng giờ ngay tại nhà máy sản xuất. Đặc biệt, để tránh mọi sai sót do chủ quan của con người, công ty trang bị hệ thống phân tích và trả kết quả hoàn toàn bằng máy vi tính. Bên cạnh việc đưa vào hoạt động nhà máy mới, Lúa Vàng rất chú trọng công tác bảo vệ môi trường và cảnh quan cây xanh xung quanh. Có thể thấy, tâm huyết của một doanh nghiệp luôn mong muốn mang đến những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng bằng việc đầu tư hệ thống xử lý khí thải, nước thải tiên tiến. Toàn bộ khí thải, nước thải từ nhà máy phải qua hệ thống xử lý an toàn, khép kín, sạch hoàn toàn mới được thải ra môi trường bên ngoài, đảm bảo môi trường sống hiện đại và sức khỏe cộng đồng. Song song với việc xây dựng và mở rộng nhà máy mới, Lúa Vàng cũng tiếp tục nâng cấp kho Vĩnh Long, đảm bảo việc phân phối hàng hóa đi khắp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nhanh chóng và thuận lợi. Với một cơ ngơi hoàn toàn mới, có khả năng lưu trữ hàng hóa an toàn, đảm bảo chất lượng tốt nhất trước khi đến tay nhà nông. Bà con nông dân và quý khách hàng sẽ luôn nhận được sự chăm sóc tận tình từ chính anh em Hóa Nông Lúa Vàng. Cùng với các kế hoạch đầu tư chiến lược, đáp ứng mục tiêu quản trị hàng hóa, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của quý đại lý và bà con nông dân, bắt đầu xây dựng từ cuối năm 2012 và hoàn thành vào giữa năm 2013. Công ty sẽ đưa vào khai thác nhà máy mới hoàn chỉnh hơn, bên cạnh nhà máy cũ vừa mở rộng nâng cấp, đáp ứng đủ nhu cầu của nông dân và đại lý đến năm 2020. Đồng thời, Lúa Vàng cũng sẽ chính thức khánh thành văn phòng Lúa Vàng tại Cần Thơ hoàn toàn mới, với đầy đủ các chức năng, bộ phận đảm nhận nhiệm vụ điều hành, phân phối và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp hơn. Từ vị thế trung tâm và cơ sở vật chất hiện đại, hình ảnh Lúa Vàng đại diện khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ là nhịp cầu gắn bó và hợp tác bền vững của quý anh chị đại lý và bà con nông dân khắp nơi. Tầm vóc lớn mạnh ngày hôm nay của Lúa Vàng là do chính sự tin tưởng và hợp tác lâu bền của quý anh chị đại lý khắp nơi. Chúng tôi luôn cam kết mang đến những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất vì một nền nông nghiệp phát triển. Lúa Vàng, chất lượng vàng.